Rồi ở trong video trước chúng ta chúng ta đã tìm hiểu về những cái mặt hạn chế của thằng Zx rồi Thì ở trong video này của mình thì mình sẽ chỉ một cái cách để chúng ta tạo ra một công nền theo kiểu function nhá Rồi thì để mà tạo nó như nào thực ra là ở trong cái video về ví dụ đầu tiên thì mình cũng đã tạo rồi đúng không Chúng ta cũng, thực ra chúng ta đã tạo ra một cái gọi là một cái function rồi đúng không Đấy, thì ở trong cái này chúng ta chúng ta thấy rằng là ở đây thì tại sao lại có cái kiểu đó là function component và lại có kiểu là class component đây bạn thấy không thằng này nó một cái là một cái class component thì bạn cái sẽ kế thừa nó một cái component như này đúng không thế nhưng bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái component và trong cái component đấy của chúng ta nó không chịu trách nhiệm về việc uh, xử lý render mà nó chỉ chịu trách nhiệm là nó chứa cái code đấy và nó sẽ được mang vào trong này để hiển thị mọi người hiểu nhỉ thì ở đây nhá mình sẽ tạo ra một cái folder và folder này mọi người muốn đặt là cái gì cũng được nhưng ở đây mình sẽ đặt là animal. à animal và xong này trong này thì mình sẽ tạo ra một cái uh, một cái file tên là animal.js được chưa? Đây okay. .js. Đó thì trong này chúng ta thì rất đơn giản thôi đúng không? Là chúng ta sẽ tạo ra. Thì các bạn mình nhớ là cái thằng này của chúng ta là nó chỉ là một cái function component, nó chỉ làm một cái trách nhiệm là nó chứa cái code js của chúng ta và nó sẽ mãi được mang sang một cái component khác để render nhá. Đấy. rồi thì là mình sẽ phải làm nào thì ví dụ ở đây mình sẽ import đấy, mình sẽ import và các bạn nhớ là làm gì chẳng nữa đã động cốt gì dịch là chúng ta phải có thằng react này để đã làm công việc là b2 đằng sau cái việc mà các bạn viết cái thằng gì đích và nó sẽ gen cốt là cái kiểu html cho các bạn để cho nhỉ rồi thì đây chúng ta sẽ có from và from từ đâu thì bạn sẽ nhớ là react thôi <laughs> rồi và sau đấy thì các bạn sẽ tạo theo kiểu function thì ở đây mình sẽ tạo theo kiểu là function theo kiểu Euro function nhé đấy và đây cách này cũng là cách khuyên dùng để mọi người để mọi người tạo cái thứ nhất là nó dễ và cái thứ hai là cái logic viết nó không quá khó cho mọi người Đấy. thì arrow function thì chúng ta arrow mà là mũi tên thì đây nó chính là mũi tên thì arrow function là chúng ta sẽ tạo ra một cái arrow à, chúng ta sẽ tạo ra một function theo kiểu arrow và gắn cho nó một cái dưới dạng một cái tên biến được nhỉ đây tên biến là animal và mình gắn cho nó một cái function arrow được rồi Thế ra mình sẽ return thôi, ví dụ ở đây return thì mình sẽ return ra cái thẻ H1 đi nhỉ. Yeah. Rồi thẻ H1. Thì đây uh, đây các bạn chọn chỗ này là GDX, các bạn thể chọn cái nào được ở đây mình chọn GDX nhìn code cho nó bị đỡ bị phân tách cái thằng HTML. Thì đây ví dụ như là hello. Hello. Hello my friend. Uh, from uh, uh, animal uh, animal function component được rồi xong thì các bạn nhớ lại là bước thứ ba chúng ta nhá khi mà tạo một con mình đúng không đấy là chúng ta sẽ phải export nó ra dưới dạng một cái tên thì đây các bạn export kiểu gì được ở đây mình export theo kiểu default và mình sẽ viết cái tên của thằng này xuống được và mình paste nó vào đây để mình ca trộn s lại được chưa đấy thì như vậy là chúng ta đã tạo xong được một cái common function rồi đấy, function common thì bên này chúng ta thì khi mà chúng ta muốn sử dụng nó thì giống như ở uh, lần trước mình đã nói rồi đúng không là chúng ta chỉ cần là import nó vào dưới dạng một cái tên sau đấy thì chúng ta sẽ gọi cái tên đấy ra ở trong cái phần mà chúng ta muốn hiển thị đúng không? Thì ví dụ ở đây nhá. Mình sẽ import. Thì các bạn import dưới dạng một cái tên đúng không? Thì các bạn muốn đặt là cái gì cũng được. Ví dụ ở đây mình đặt là app uh, animal. Đấy chưa? và các bạn sẽ from đến đâu? Thì các bạn nhớ đây là thư mục root của nó là là chấm cái chéo là thư mục root. Sau đấy sẽ truy cập vào animal. Đấy chưa? À, chỗ này thì phải tỉnh táo animal và sẽ truy cập vào trong file tên là animal .z thì uh, do là chúng ta đã được uh, còn rồi nên chúng ta không cần thằng js này nữa được chưa rồi thì như vậy chúng ta đã có một cái tên rồi bây giờ chúng ta chỉ cần mang xuống dưới để chúng ta sử dụng thôi thì ví dụ các bạn muốn hiển thị đi đâu ví dụ ở đây thằng này bỏ thằng này đi và mình muốn hiển thị nó ở dưới dưới thằng hello react đúng không dưới dạng cái tên là kia à, thì các bạn sẽ viết hai kiểu kiểu tiên đây cần viết kiểu này thì chưa? Hoặc cách thứ hai là các bạn xóa thằng này đi. Và bên trong này các bạn sược cho mình như này để coi như là thẻ này là thẻ đã vừa mở vừa đóng rồi được chưa? Rồi mình cho S ạ. Rồi bây giờ mình chờ cho server chạy rồi mình hiển thị thôi. Đấy thì các bạn thấy không? Ở đây nó sẽ bảo là hello my friend from animal function component. Ok đúng không? Đấy. Thì như vậy là chúng ta đã gọi được cái thằng chúng ta đã gọi ra được cái thằng cái cái cái, cái thằng function component của chúng ta ở bên này. Đấy và bạn thấy rằng là hai thằng này nó đều được gọi là một cái component nhưng nó có hai cái tên khác nhau, đây là một cái component Và cái component này nó thực hiện đầy đủ chức năng, ví dụ như render rồi xử lý dữ liệu sau này Còn cái thằng animal này chúng ta ở dạng đó là function component Thì nó chỉ là một cái dạng function mà chứa một cái đoạn code nào đấy của chúng ta Và nó chỉ mà là làm một công việc duy nhất, đấy là nó sẽ uh, chứa code và nó sẽ hiển thị render ra sang bên cái component khác mà chúng ta cần Tất nhiên là sau này chúng ta sẽ có nhiều cách để mà chúng ta có thể xử lý được cái thằng function component này giống như ở bên này thế nhưng nói gì thì nói thì mục đích ban đầu của cái thằng function con này nó là như thế để chưa nhỉ đấy, nhá rồi thì uh, để video này chúng ta sẽ dừng cái việc như này thôi chúng ta sẽ tìm hiểu với thằng function common để chúng ta biết rằng là à, ở trong common chúng ta chúng ta có một khái niệm nữa là function common chứ không phải là cứ mỗi common là được đúng không đấy. đôi khi thì thằng function common này sẽ làm cho cái code chúng ta nó trở nên tối ưu hơn nó không nhất thiết là lúc nào chúng ta cũng phải 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 gọi là đau đầu về những cái việc mà chúng ta phải tạo hẳn nó một cái lần phức tạp như này đúng không? Đấy, nhá. Rồi thì ở trong uh, video sau của chúng ta chúng ta sẽ gọi uh, là làm việc với cái thằng component này và chúng ta sẽ uh, học cách là sử dụng lại cái những cái thằng component này để cho nhỉ? Rồi. Thế nhá, bye mọi người. Hẹn mọi người trong video sau. Hi <laughs> hi.